Thùy Linh xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Nói với tuổi đôi mươi trên băng tần 57.13 của Vikao TV và với giáo sư Trần Văn Chi ngày hôm nay. Thì thưa quý vị khán thính giả, ở phần 1 của chương trình ngày hôm nay thì mình đã nói một chút lịch sử về chợ Bến Thành, chợ cũ. Chợ Bến Thành tức là chợ mới, tức là chúng ta có chợ cũ và chợ mới, mặc dù nó cùng mang một cái ý nghĩa là một cái ngôi chợ. Và Thùy Linh cũng học hỏi được rằng chợ Bến Thành là một trong những cái ngôi chợ đầu tiên mà người Pháp đã đem cái đồng hồ vào trong nước ta, chân dân tộc ta, để mà mình, người dân ta có cái đồng hồ để mà sinh hoạt hàng ngày theo giờ giấc. Tại vì trước đó là mình chỉ theo những cái cách nói dân gian của người dân, chẳng hạn như là giờ tí năm canh hay là canh ba, hay là gà gái đứng bóng, hay là xế, hay là mặt trời lên một sào, mặt trời lặn gần tới chân trời, đại khái vậy. Và rất là ngưỡng mộ cái sự mà giữ gìn cái văn hóa, tức là sau khi mà người Pháp họ xây cái chợ Bến Thành mới ở cái địa điểm mới, thì ở cái chợ cũ họ vẫn gọi là cái chợ cũ, ở cái khu chợ ở cái địa điểm cũ, cho nên là họ có cái câu ca dao là chợ Bến Thành dời đổi, người sao khỏi hợp tan, xa gần giữ nghĩa tào khang, chớ ham nơi quần quế mà phụ phàng bạn xưa. Thì cái câu ca dao này nó nghĩa là như thế nào ạ? Cái hiện rất hay, nghĩa là nó nói lên một cái chuyện là cái chợ, cái thời điểm câu ca dao này nó ra là cái lúc cái chợ Bến Thành cũ nó dời đi chợ mới, tức là ý muốn nói là đời nó thay đổi như vậy. Nhưng mà từ cái đó người ta mượn với hai người bạn gái trai, hai người tình nghĩa mượn với nhau nói là dầu có thay đổi như thế nhưng mà đừng có phụ nghĩa tào khang, nghĩa là dầu có cái chợ Bến Thành mới nhưng mà cũng không bỏ cái chợ Bến Thành cũ. Dầu chúng ta có sau này giàu có thì cũng đừng có phụ cái tình lúc chúng ta ban đầu, tức là nghĩa tào khang. Cái tào khang á là nó nói lên cái tình của cái người phụ nữ, người chồng với người vợ mà cái lúc nghèo khó. Tào khang là cái lúc thở ban đầu nghèo khó, thì sau này có vinh quang rồi thì cũng đừng nên phụ cái đó, gọi là nghĩa tào khang. Tào khang rồi sau này đó, người ta dùng cái chữ tào khang để người ta nói lên cái người phụ nữ, người vợ chịu thương chịu khó để mà lo cho chồng con. Đấy, cái nghĩa tào khang là như vậy. Nhưng mà thường khi người ta nói ca dao như vậy thì ở đời nó nghịch lại, nghĩa là thường người ta giàu đổi bạn, người ta sang người ta đổi vợ. Đồng ý không? Cái đó mình không có khuyến khích, nhưng mà hai cái đó nó ngược lại. Ta khuyến khích là nên giữ cái đạo tào khang, nhưng mà tại vì không ai giữ vì thế cho nên người ta mới khuyến khích. Chứ nếu mà nó có thì đâu có ai. Ngày nay thì người ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ, là tại vì khi giàu rồi đó thì người ta tìm người bạn mới, cho người ta đâu, người bạn cũ nó không có thể nói những cái điều mình thích thú được. Nó không hiểu mình, hoặc là mình chơi với nó mình cảm thấy nó không có danh dự. Người vợ nghèo hồi xưa thì mình không gần nó được, là tại vì nó là quê mùa, hoặc là nó không có xứng đáng, hoặc là nó khó không danh vọng. Do đó câu ca dao này người ta nói như vậy cũng xuất hiện trong cái thời đó. Dạ vâng. Và cũng như cái chủ đề mà mình nói tới hôm nay là mình nó sẽ nói tấm, về cái cơm thố chợ cũ. Thì khi mà mình nói tới một cái món ăn và một cái địa danh, tức là mình sẽ hiểu theo cái cách là cơm thố chợ cũ là cơm thố nó xuất phát từ cái chợ cũ, hoặc là cái món cơm thố nó nổi tiếng nhất ở cái vùng chợ cũ. Thì cái này á, cái chợ cũ là tức là cái chợ trước khi cái chợ Bến Thành bây giờ là cái chợ cũ là họ đã có rồi. Bây giờ là như bác nói là bây giờ họ vẫn còn cái chợ cũ, đúng không ạ? Cái chợ cũ đó bây giờ nó không còn là chợ, là những cái nơi người ta che. Hồi bác ở là Việt Nam trước 75 và sau 75 trước bác đi, thì ở đó người ta che những cái sạp trên cái nền của chợ cũ, và người ta dẫn tới đó người ta buôn bán. Thì nó có nhiều loại buôn bán lắm, nhưng mà thật chủ yếu là bán đồ ăn bên này kia, rồi đó là chánh. Nhà chánh quyền hồi xưa họ cũng không có cái nhu cầu giải tán cái đó, bởi vì cái đó nó là một cái nét đẹp rất là tốt. Giống như ở cái ngã tư Lê Văn Duyệt thì nó có cái chợ gọi là chợ đuổi, tức là nó nằm ở chỗ đó, chiều nó mới hợp lại thì là chợ đuổi. Thành ra cái chợ đó là cái chợ mà người ta nói rằng là trong nhiều cái cửa hàng bán thì có cái cửa hàng, cái tiệm bán cơm thố nổi tiếng, bởi vì ai cũng tới đó ăn cả. Cho nên
khi mà người ta đặt tên một cái món ăn thì người ta có thể, hồi xưa người ta không đặt cái thương hiệu như bây giờ, nhưng mà người ta đặt ví dụ nói là phở Hà Nội, tức là cái phở xuất hiện đầu tiên ở Hà Nội mà người ta viết lên cuốn một cái bài ca ngợi, thì sau này không còn phở ở Hà Nội nữa nhưng mà ta vẫn để phở Hà Nội, đồng ý không? Hay là hủ tiếu nổi tiếng ở Mỹ Tho sau này người ta bán ở Chợ Lớn, ở Sài Gòn, ở Mỹ, người ta vẫn đề là hủ tiếu Mỹ Tho, thấy không? Cơm tấm nổi tiếng là ở Thuận Kiều, bắt đầu khởi nghiệp ở đó thì người ta gọi cơm tấm Thuận Kiều. Cái Thuận Kiều hôm nào mình nói cơm tấm là nó nằm ở bên hông của cái chợ, cái nhà thương chợ rẫy, và bên đó nó có một cái công ty của cái rượu bia, nhà máy nước đá của Tây, thành ra người ta làm ca ngày đêm, thành ra chỗ đó nó bán cơm tấm để người ta, người nghèo để nó ăn, thành ra chợ đó tôi gọi là cơm tấm Thuận Kiều. Thì cái món chợ cũ, cái món cơm thố này thì như bác nói là cái món này là món của người Hoa. Thì mình có thể suy ra là cái chợ cũ ngày xưa là tập hợp rất là nhiều những cái người Hoa, rồi người Ấn, người Pháp, những cái người thì có, đó là cái lý do mà mình có được cái món cơm thố là người Hoa rất là nhiều. Xong vậy là nếu như mà như vậy là cái tiệm cơm thố đầu tiên chắc là người Hoa họ mở ra phải không ạ? Cái cơm thố đầu tiên thế kỷ đầu trước 1930-40 đó thì là của người Hoa, mà tới giờ này dĩ nhiên là không còn người Hoa chính thức nữa, nhưng mà cái thế hệ sau nó vẫn là bán. Trở lại cái chợ cũ hồi xưa, thì hồi xưa là chợ Bến Thành cái thời chú Nguyễn, thì cái chợ đó vẫn là người Hoa, người Ấn bán rất nhiều. Bởi vì sao? Khi nhà Nguyễn mà mở ra cái đào con kinh vô và xây cái thành Gia Định, thì mở kinh đó để mà kêu dụ các cái nước ngoài vào làm ăn. Bởi vì trong cái thời nhà Nguyễn là cái chợ Sài Gòn, khu Sài Gòn lúc bấy giờ là mời gọi những cái người Tây phương vào để mà họ làm ăn, nhất là người Hoa, người Ấn. Và nhà Nguyễn có cái chế độ là trọng đãi cái người Tàu, người Hoa, tại vì người Hoa đã giúp đỡ chú Nguyễn, và chú Nguyễn làm ăn buôn bán là dựa vào người Hoa là chánh, với người Ấn. Cho nên cái chợ là... đó của người Hoa, người Ấn rất là nhiều. Dạ, có thể thấy là người Hoa ngày xưa đã đem rất là nhiều những cái nền văn hóa rất là hay vào dân tộc của chúng ta. Văn hóa ẩm thực là người Hoa. Dạ. Sau này á, cái chợ Sài Gòn lúc mới thành lập, khánh thành thì cũng mang từ bên kia họ qua. Thành ra người Ấn, người bây giờ mình vô đó thấy là chỗ bán giải, chỗ bán đồ ăn, chỗ bán này kia nọ, thì cái đó là gốc gác ngày xưa những tổ tiên của cái người Ấn, người Hoa, người Tàu ở trong đất Tàu Hoa của người Tàu Hồng Kông. Thành ra cái người Việt Nam sau này mới sen vào bà làm ăn. Do đó mình nói là hồi xưa mình nói về bữa cái lễ Lăng Ông Lê Bà Chiểu đó, mình nói một lần đó là những người đó họ ra vài chỗ Lăng Ông Bà Chiểu, họ cúng, họ thờ, họ phát triển cái Lăng Ông Bà Chiểu lên, chứ không phải người Việt Nam. Rồi lần sau này người Việt Nam mới xen vào phát triển thành người. Chứ người ta phải hiểu là cái chợ cũ hồi nãy là cháu nói đó, đúng là cái chợ hồi xưa của người Ấn, người Hoa, người Việt Nam, rồi người Chà Già, tức là người ở Malaysia họ vào, thì họ làm ra, thành ra cái chợ cũ là cái nổi tiếng là cái cơm thố. Và một cái câu hỏi nữa về cái chợ cũ là khi mà người Pháp họ xây nên cái chợ Bến Thành, thì cái chợ cũ họ làm gì với cái chợ? Phá rồi. Họ phá. Tại sao họ lại phá không hàng. Để mà họ lại phá? Tại vì nó cũ quá, nó sập quá, thành ra nó không bị, họ đến họ xây năm 1860, thì mãi cho tới năm 1910 tôi nhớ như vậy, thì cái chợ Bến Thành bây giờ mới được xây. Vì thế cho nên thời gian nó rất lâu, cái chợ nó xuống cấp. Và nó có thể một vị cái chợ hồi xưa đó, chợ Bến Thành cũ đó, thời Nguyễn cũng như thời Tây nó chiếm nó làm đó, thì nó vẫn lợp bằng lá, đồng ý không? Rồi những cái sườn đó nó vẫn làm bằng gỗ, cho nên nó dễ cháy và nó dễ nguy hiểm. Rồi sau này bị cháy, bị sửa lần lần thì Tây nó mới thấy là không thích hợp nữa. Thứ hai là khi họ đắp cái con kinh đó thành ra một con đường, bây giờ là hồi xưa là Sạc Na, bây giờ là Nguyễn Huệ, thì con đường đó đắp rồi thì bắt đầu xe cộ nó chạy hết hai bên đó, không còn buôn bán, người ta mới đẩy sang bên cái chợ mới Tây. Nó có cái chợ mới, thành ra cái chợ mới đó là
nó đẩy hết người ta đi sang bên đó. Dạ vâng. Và một cái điều nữa rất là thú vị thưa quý vị, tức là sau khi mà người Pháp họ xây nên cái chợ Bến Thành, họ đã phá đi cái chợ cũ nhưng mà họ vẫn giữ lại cái cơm thối chợ cũ, thì đó là một cái điều rất hay. À, cơm thối và đem lại, tức là vẫn để những cái sinh hoạt làm ăn ở đó, mặc dù nó không giữ được những cái nền văn hóa, những cái sinh hoạt như vậy. Và đó là một vài những cái giới thiệu mà chúng ta đi tới cái cơm thối chợ cũ. Thì có thể là mình sẽ nói về cái cơm thối chợ cũ và cái chương trình lần sau. Cho nên là cái chương trình ngày hôm nay thì xin mời giáo sư có một vài điều để... Thật ra chương trình hôm nay đó, khi mà chúng tôi nói về cái đề tài cơm thối chợ cũ xưa, thì trong cái phần hôm nay chúng tôi chỉ nói giới thiệu về cái hình ảnh của cái chợ cũ hồi xưa là sao, tại sao gọi là chợ cũ, đã xây dựng hồi nào, rồi tại sao họ gọi là chợ mới, rồi chợ tức là chợ Bến Thành, rồi tại sao phá con đường đó lập ra con đường mới bây giờ là con đường Nguyễn Huệ, rồi cái chợ cũ phá nhưng mà ta vẫn tiếp tục người ta làm ăn ở đó. Thì khi làm ăn ở đó thì nó phát hiện ra là nhiều cái nhà buôn bán, thì trong đó có cái tiệm buôn, cái một cái giải phố chuyên môn buôn bán cơm thố. Và cơm thố đó nổi tiếng lúc bấy giờ, đi mãi vào cái lòng của người Việt Nam, bởi vì người Tàu nhưng mà người Việt Nam vẫn có cái văn hóa ăn uống đó. Và khi sau này sau 75 rồi thì nó mai một đi, nhưng mà nó vẫn còn sống lại là tại nhờ có cái phim của người Pháp, họ xây dựng trên một cái, lấy một cái bối cảnh cái cơm thố ở chợ lớn cho hai người tình gặp nhau. Vì thế cho nên nó nổi tiếng, cơm thố nó phục hồi lại. Và chúng tôi hy vọng là lần tới quý vị cái thính giả nghe theo dõi để cái này, để thấy được cái cơm thố đầu tiên là nó nấu làm sao, phải không? Tại sao? Thứ hai là cái phim người tình nó làm sao rồi nó làm sống lại cái cơm thố, không còn chợ cũ nổi tiếng nữa mà nó giao chợ lớn, nó thành ra cơm thố người tình. Dạ vâng, và giáo sư Trần Văn Chi cũng như là Thùy Linh rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình Nói Với Tuổi Đôi Mươi ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới.